Nãy giờ ông nói có chuột nhóc chân mà. Vô dính. Quá trời bự rồi. Không hiện cái áo chuột đây nè cả nhà. Đó, cả nhà, đó. Chuột bự lắm. Đâu. Rồi cả nhà xem tiếp video nha. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hoài Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Dạ hôm nay mấy cha con mấy anh em sẽ đi bắt chuột trên cái theo cái máy cắt này nè cả nhà. Đây. Rồi cả nhà xem tiếp video nha. Nãy giờ chạy mệt quá cả nhà. Quá yến à. Chậm dễ bắt. Cái chậm chậm mấy lúa sập mà. Mấy lúa sập mà. Vô chuẩn bị tinh thần nghe em, lâu lắm anh chứ có cảm giác bắt chuột á. Nãy giờ ông nói có chuột nhóc chân mà không ai bắt chân cả nhà, tại vì con em mới tới à. Cắt lúa sập đã cắt chậm gì vậy đó không? Vô. Ba mình thì đang đứng trên đó cả nhà. Còn trước đang đứng đây. Nhà đóng đâu đóng đầu quá chứ. Nhà đóng ngoài đầu á. Vô. Lúa quá bụi cả nhà, thấy bụi không? Thôi đi đầu hang em ơi. Đi đầu hang chừng nào. Cô chú đang cái lúa lên xe cả nhà. Ôi lúa cắt khó các bà ơi. Lúa khắp rải khắp đi. Nó cắt bằng cắt bằng kia nè. Nó cắt còn chậm hơn đi bộ nữa cả nhà. Mình phải phát hiện cái hang chuột cả nhà. Không mà. Ủa. Rồi thằng ách hay gì hết à. Ê đó. Dính đi. Con hả? Chuột bự đâu? Có chuột mẻ nữa. Có chuột con không? Con không à, chuột mẻ nằm đâu. Có chuột con không Nhân Tư? Hả? Đây là con chuột cả nhà, dưới mới đào được con chuột. Có chuột con không? Mẹ đi rồi. Đâu đâu đây nó. Dính à. Dính chuột con. Thấy đó. Chuột mẹ đâu rồi? Bên đây á. Ủa, lấy nào len vậy bá? Dạ. Trời ơi đi bà rồi ông mẫu ơi. Ách ách đây nè. Chạy ra rồi. Chạy ra rồi. Mình động chạy con không? Chụp con cái nhà. Mẹ đúng. Sao? Mày luôn. Đâu?
chưa bắt được con chuột cả nhà. Đó, vô đây bắt chuột con chứ. Được con chuột mẹ hả? Ờ mẹ nó chạy lên rồi, bắt chuột nhỏ này gì hết đi trời. Trời mốt bắt con chăng mà 10 kg trong cái mương hầm anh em mình nói trước về bắt mấy con chuột nhỏ cho nó ăn à. Đi quay này nó nè cho nó lên YouTube luôn rồi. Đâu mà thấy ăn nằm đâu. Tao lại nắng tao chỉ thôi. Ờ tao đang gặp quá, cho tao gặp đi. Có đậu cái ăn nằm trong lúa mà. Trong lúa hả? Ờ trong lúa em á, đâu chỗ nào đâu nhỏ. Hang nằm trong lúa em á. Làm ừ. Béo trắng này mới phát hiện hàng chị anh em đi đào cả nhà. Vô lên đây mà phải có người tương trợ mới được, mới lên mà. Ba ơi lấy quăng hàng này ba ơi, dữ lắm rồi đây cái hàng này cả nhà. vô quăng ách bụng gì quăng hết á. Đây ách à, trước ách nhém lỡ đạo gì vậy, nhém ách lại ách lỡ cái hàng nó đi đào cái hàng bên đây qua đậu có ách cái bọng gì đậu hàng này có con không à, con đầu con hàng bự và bá mà tay quá tay tao áp bên kia. Nắp ngoài cái ham từ. Ờ cái nguồn binh. Nếu cái hàng cái đũa này là hai cái sẻ thôi. Nhẹ luôn cái này. Đang bự luôn đào lên nhỏ. Xuống ở dưới này. Đang đồng cắm dưới đây. Đó. Ăn khó xiện. Khó xiện. Rất này màu này cứng hay ghê. Đó, dít này nguyên cục lên luôn. Lên hả? Lên. Ủa, tao hạ đồ, tao chụp con rồi chụp mà. Thấp. Quá. Mẹ chồng mình mẹ. Hai chung lúa là mà hai chục con không. Chụp mẹ nó chạy rồi. Nó có không? Ê, mẹ. Bà. Chụp mẹ đó. Lúc rồi. Chụp mẹ gì vậy? Ờ, chụp mẹ. Bây giờ trong hang nó giữ con rồi chứ đâu. Qua đây ngồi. Nhét mắt cũng giống nhét cũng bận nhất. Từ. Nó chuột giống nghe nha. Dính mày. Lá nó đu bự không? Bự, chút bự mà. Đi vô qua. Đây, đây. Nó con ra mấy con có đi gan chuột nãy nữa. Ừ. Chết luôn. Bên kia hang nữa ba. Đâu? Bên kia hang nữa kìa. Mình cho tay giữ. Trời. Nữa đó hả? Hang này nó cái cơ thể nó dồn á. Bây giờ lấy cục hẹ đó, cục là dính vô dồn. Chuyện ba chạy biếu mà. Vô. Chạy biếu mà. Thấy chưa? Cục là lòm. Lòm mất. Nhìn lại đây. Đây. Bên đây. Còn con nó đẻ này, con chuột này nó có chữa. Bụng nó sắp đẻ nữa rồi. Đẻ nè, vậy là dồn quá.
Khoan này, đây, 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 đây. Không có. Hai này quá bự mà. Đó. Anh cầm máy đi ba, đây. Xuống cái nữa đi lấy kia ra. Đó cái đuôi đó. Đặt nhắm lại đi. Nè cái đuôi nè. Thấy rồi. Đặt nhắm lại đi. Trắng trắng cái lỗ này. Trắng cục này nè. Trắng cục này lên. Đây dừng tới rồi. Lú đuôi nè. Lú đuôi. Lụm đây. Lụm con nữa cả nhà ơi. À chục lứa chứ, ăn chục lứa nè. Lứa nè, bỏ luôn nhộng đó, đưa gỏng đi. Vô à. À chục lứa. Dạ. Dọn cái gì được. Dọn. Không. Còn có không biết cái. Quá trời bự rồi. Chục. Trời bá luôn cả nhà. Ở chỗ này nó quẹo qua đấy. Đầu bưng lên cái hàng quẹo rồi. Hàng quẹo rồi. Lứa nó cũng trọng mà đâu nhỏ đâu. Đây nè, đây cái chỗ đường nắc nẻ đó. Đúng. Cái chỗ đường nắc nẻ đó. Ừ, đó đó. Tôi ngồi đây thủ thế nha. Con chuột nó dồn vô là cái hang nó trống. Dạ. Yeah. Có người hai con. Chuột lưới con chuột bự. Camera đây. Muốn hiện ra cái áo chuột đây nè cả nhà. Đồng chuột đây. Quay xuống.
có hang không có chuột cả nhà ơi. Dạ. Cái nước mình kìa, tài năng lấy chứ. Đậu gì đắng quậy tự. À, mệt quá. Nhum nhum lấy đi bốn. Tiếp nước cho đồng đội cả nhà. À, đồng đội nhí. Theo nãy giờ. Tư ơi, 20 cống kìa. Đạo không? Tính gì? Đừng có thuốc cửa cổng để họ bỏ đi bỏ ra thế nha. Đó, nãy giờ ủa 5 con nữa nha. Có chuột. Đi đi bệnh rồi. Không ai, ách ra đây nè. Lấy đồ nhắm lại, ách ra đây nè. Ách rồi chạy không đi. Gì? 13 cỏ ra rồi. Cống ắt hết hồn. Đổ nước vô. Rồi giờ có bơm nước chỗ nào đâu đổ. Ăn cống rồi luôn. Ba nhiều cống nè. Nhà bá luôn. Đưa tay túc tay vô bá nó cắn. Hả? Chơi luôn chụp luôn cống luôn con. Cái đuôi nhà bá ha. Đồ cống. Quá trời lắc nó lên nè. Nè. Hả? Không? Con này cống này nửa kilo vậy á. Bự lắm rồi, nhưng tôi cái hàng bự lắm. Đó, kè lắm bóng luôn kìa. Nhìn có gắn nè anh em. Đu đuôi à. Làm bóng hơi có hơi chỗ không đi, nó đi. Cả nhà coi video có rung đất có gì thông cảm cả nhà. Lần đầu tiên em quay cái cảnh mà đi ngoài đồng chạy chuột cả nhà. Chạy ra rượt đó. Hôm nay năm sáu người làm lại con. Coi dữ lắm. Dễ từ cái chuột này là thế nào cũng hai ba con. Con bóng. Nghe ta nói nó nhanh chục cống chạy con lắm. Ở đây hả? Dạ. Nghe ta lắm. Dữ à? Dạ. Em mua. Trong vừa, người ta nói trong vừa mía. Trong mía hả? Dạ. Vô đi ra sang mắt được không ta? Được bắn, dễ bắn. Không bắn cái gì. Ở đây, chân, anh em. Là hàng sâu rồi. Cái nhà theo dõi hang chuột cống này nha cả nhà. Quá trời đất cái hang này nó dài. Đào hang này không xuống 5 6 kg. Ừ. Cố gắng luôn. Cái tới tắt. Cứ rút 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 động động luôn. Đó 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 đó. Cái đó. Đó, 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 lên đó. Giật dưới rồi đó. Đó, bánh năng rồi qua đây. Gắn hay gì vậy? Chuột á. Đó, 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 đó.
đó. Cái nó xình rồi làm chè bè vậy, cái đào tới bắt thì không cái lắm nó đuôi nè lắm rồi cái kéo đúng kéo rồi. Cái vuốt 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 cứ đầu tới đầu nước nó xình nó thuốc bình cứ thấy không có bệnh á. Chỗ ngang mộng à, không có chạy đâu. Nó kìa kìa, lướt lậu kìa. Đó, một cống. Cống hả? Cái đó là lướt một cống, một cống. Chớp, đuôn vụt bây giờ. Cơm, giấy. Giấy. Xíu. Con chạy. Xíu. Giấy. Kìa dạ, chục cống mà sao đã ra con chục cơm ngọt hay nữa không? Cống. Cơm. Có con một vậy, con một vậy. Con một hết rồi. Quầy đầu tới, quầy đầu lui. Kì á, đào cái hang cỡ này nè cả nhà, đụng đất cỡ này mà sao có con vượt cao mà con vượt cống đâu? Chết luôn này cả nhà, bớt chết, chết luôn rồi. Cả nhà, đất này nó cắt nó có ít nè cả nhà, còn vàng ở đây nó, chừng nào cắt hết vàng ở đây nè, nhìn thấy không? Bị nhỏ luôn anh. Đó, mới có lúa nhiều, mới có chuột nhiều. Thì nhỏ anh trong cặp đèn á trước. Rồi, cả nhà mới phát hiện được cái hang chuột nữa cả nhà. Đó, ba mới phát hiện cái hang chuột nữa. Đụm nó. Cái con, cái con. Cái con hơi đào cái rồi con chuột cái. Chắc giống hang nãy hai cho con đào anh ghế ba, nó cũng gian đùng như này trước mà đào hồi hang hang tại lẽ hang không biết hang gì luôn. Biết đùng không? Ghê ghê quá. Thấy không? Không phải quá. Gì đâu? Bên này nè, bên này nè. Đâu? Ờ, ừ, bên đây nè. Trời ơi. Hay quá con ơi. Tính cái cắn lên rồi con ơi. Ơ, ừ, đụng. Còn rồi. Cao nó luôn lên chứ. Ngang qua nó luôn. Chuột ở đây đào hang lạ ha. Dính rồi, dính rồi. Hay quá. Đây nè cả nhà. Dễ ăn lắm. Giờ này cả nhà xem ba. Đó. Quá đẹp luôn. Đủ. Khác ngộ. Ok. Đâu? Nhỏ. Nhỏ. Con tên gì? Khang. Ừ, Khang. Đó, con canh này là Khang. Thấy cái lỗ như lỗ địa ngục quá. Hả? Trong ở không? Chị canh đang là đủ nó với tao đặt bình cung rồi khác hợp luôn. Mày đâu có cái hàng này đâu có sâu đâu. Gì tới đó đó. Cứng gì? Lụm rồi, lụm rồi, lụm rồi kìa. Khó canh canh rồi. Bánh có không? Bự chưa? Lớn quá. Máy nó cán xuống không thấy chưa? Không nói hàng này ngắn. Thấy cái hàng chưa? Đó là hàng. Ghê ơi. Ách á. Hai chục cống đào mệt lắm cả nhà ơi. Hai chục cống đào là gần hai với nó. Đất này, đất này. Cả nhà thấy cái len sáng vô kìa, cái tiếng kêu cả nhà. Cứng. Ủa lấy cái bàn cái này nó múc kinh đâu rồi kêu múc dòng múc rồi. Chạy lên múc giùm múc rồi kìa trước lấy ra mượn ra múc miếng đi quá trời đất cái cứng à cục này chứ là chuột cống luôn. Ừ chuột cống luôn con cái cái hang bự và bá là chuột cống á cái hang hồi nãy rồi mà sao chuột cơm vô nó ở nữa. Ba, đây, ba đứa con ở đây cũng đầy một ba con đâu rồi? Ba con đi làm Bình Dương hả? Dạ không? Ở nhà cái cỏ này cỏ này ở gì? Cái cỏ này ở chỗ nhỏ nhỏ mới được ra lời luôn cái cỏ nuôi heo. Ở gì vậy?
Còn đó luôn. Đưa mấy con. Ba mẹ. Ba mình muốn đưa mấy con. Ở đây cuộc sống dân quê ở đây là một tên nuôi hầm cá, hai tên nuôi bò cả nhà. Thứ ba là trồng vườn, trồng hoa màu. Thứ tư là trồng lúa, có bốn loại cả nhà. Chuột móng nó nhỏ lắm con. Lúc nó đào là đất nó mềm. Bây giờ ta bơm nước, rút nước, ta cắt lúa con. Lấy này lên đi. Lúc con chuột bự nó cắn con này. Xong rồi đi qua mấy ô khác nó cắn con này cái nữa. Đó, tại hình nó nhí rồi cả nhà. Ê, cái đuôi, phải không? Đấy, cầm cỏ. Không cái cọng cỏ rớt xuống nè, hưởng đuôi. Lấy luôn. Nè, con có cái xuống. Đúng rồi. Nó ngay đất xét á. Nó có cái xuống á, xuống móc cua được. Để đất ở dưới nó mềm, nó trên cứng quá. Nhà con ở đâu Khang? Con ngoài đường lộ chạy lên trên kia. Ở dưới dạng mai xíu. Mày con ai? Ừ, mày con sao đi ở đây với ai? Mình đây. Xe đạp đi đó nè. Đi chơi vậy đó hả? Ừ. Cũng đang mà. Dạng mai với xuống kia đây chơi cả nhà. Nó chờ đã. Nó chờ cho nhậu. Nhà ở đâu dưới vậy? Nhà chú dưới bà mày đứt ở dưới con. Chạy đứt sẵn mày. Chạy dưới rồi. Ừ. Con học chữ. Không. Bây giờ giúp ta dỡ lớp bạc ở trên đi, rồi dưới đất nó mềm. Đó, nó bít đụng luôn rồi những tư. Đây. Thay tay phiên đi. Mà cầm quay chứ. Ôi nó diện ra nha. Đất đây cứng quá cả nhà. Chuột này là chuột bự nha. Im lắm. Đào không lần theo biết nó, chúng ba biết nó đi đâu mà đào ngay xuống. Đào thẳng xuống luôn. Theo được quá. Theo đi từ từ đào, nó mà đào tắt ngang không. Cái đuôi nó đụng cái đầu nó quanh này mà cái đuôi ngồi bên kia. Gắn gì dài dữ hả? Ủa mẹ con người. Gắn ấy gì? Hồi xưa ấy vậy? Con gần người ta hết hậu hết dế lại. Hết hậu hết dế con gần xe lại. Cái thằng con bà yên chứ. Nó không chơi, nó cũng cắt cỏ nữa. Nó hỏi xong rồi cha nó kìa, đụng mẹ con gắn nó bò kìa. Anh giúp ngừng xe là bánh chữ trời không? Anh phải ngừng lại cho con gắn nó bò qua luôn. Anh chữ trời. Tao mà cảm giác hết hồn còn mình xe trước rồi, nó tại sao nó nghe nó hỏi sao con gần lên. Cùng cái gì hang kỳ tạng? Có hồn. Gửi gì? Hang làm mông cái này. Cùng cái gì kỳ ta? Con thấy cái hang đâu. Làng chắc làng bà đây nè. Tại vì cái hang đó là cái hang nó đi lên hang hang ngách đó. Không phọc. Rồi theo bà đâu rồi đó. Đây con bắt này ra luôn coi coi. Này con ra con, ra đi. Từ từ vô con. Đen không á. Này gì cũng không.
Ừ. Người đất nhà thấy đầu từ đây chạy xuống tới đây này, mà con chuột nằm đâu không biết luôn à. Nãy cục này ra luôn coi, nãy cục này ra coi. Ừ, cứng dữ thằng cứng, cả nhà thấy nè, len mà đạp mà sắn sắn luôn. Sắn xuống cái trong nãy. Đâu xuống đâu con? Con. Còn nó có cái xuống nãy lên luôn. Cái xuống dễ hơn xuống măng cua. Ở trên sắn thôi. Nhà nhẹ. Có hai cây. Xuống bự nhưng mà xuống. Còn xuống bằng cái cành này, mà bằng cái kia. Đúng rồi, quyết đụng vô đó đó, hoàng chỗ cái ngay ba này có hang nè. Không có luôn rồi. Không có luôn cái nhà ơi. Còn nãy có hang đâu đó mà. Đi con. Đào tới đây bắt được vụ tức một cái nha. Đi thôi, tiếp thôi cả nhà ơi. Đâu đùng cỡ này mà không có con chuột. Quá trời đất. Đi kiếm hang dần. Có được cái hang mà đào rồi cả nhà. Không thấy con chuột đâu dân. Này cả nhà, lúa đây. Đó. Là cái đồng này đang cắt cả nhà. Cắt được phân nửa bên nè. Dột ngoài tối này nè, sẽ dột ở đây. Không có anh em sẽ lên đây chiến cái nữa. Đó. Đồng này bên đồng bên Mỹ Đức cả nhà. Cái ông đó là ông ba ông cắt này nè. Là lúa luôn, ông đó là ông tiêu rồi. Đó kìa. Cắt lúa này đậu ơi. Trời lúa luôn nè. Đậu lúa đây nè chú. Đó, à, đó nè. Chắc có gì đây coi xuống. Cái chuột không? Hai giọt. Hai giọt đó. Ok bán dữ ha. Bây giờ ăn. Chắc thì có gì ăn. Gà gà chứ có mấy con. Tại có cái gì cũng có ăn được không được. Lúa anh ăn được. Có cho ăn được. Quá trời ơi. Hả? Đâu? Đào chứ đây hồi này mình lên đó mình đào con chuột đó. Đâu sống được với mình nữa. Đó, đó, vô, vô, vô. Không luôn. Kỳ cục. Trời ơi. Gì? Tào láo gì? Cùng té. Cái đông bự cái này mà. Cái bự này còn hang nữa. Hang đó. Còn nhiều hang vậy? Đây. Ừ, đó còn hang đó kìa. Chuột này giàu quá, nó cái gõ kìa. Giỏ đi, phủ. Tới giờ qua luôn, đừng cho hết hơi rồi. Mà bước một đi. Bước gục hết bây giờ luôn đó. Ừ, sao mà chưa đang? Cái hang đó luôn. Cái hang nhỏ này rồi. Đâu rồi? Hả? À. Vô, 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 vô này. Ê, ê, ê. Ê, 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 ê. 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 Ê, ê, ê.
tiêu rồi trời. Nó luôn hay gì. Chạy ra nó tiêu ra. Đó, sọt sọt to quá rồi đó. Nó ruộng. À, tiếp tục tới cái nhà, bỏ. Hắc lạc chuột à. Quá con ơi. Bá đang chuột chà bá rồi cả nhà. Hoàng hôn chiều cả nhà. Chú phát hiện được cái hang nữa cả nhà. Về đây ba ơi. Đây đẹp á, cái rộng. Con chuột này ăn mới mềm nè. Làm gối. Cái gì á? Làm trời. Kìa. Ê, dính này. Kìa, kìa, kìa. Cục đá tớ. Cạp cái mới được chữ mày. Cá hả? Từ từ trước đừng vô đất thôi, nhắm nhắm cái đất lại chứ. Cái đất mình sới đi. Chạy mất coi giống con nãy nữa. Thủ thế ba. Vô thế đặt lợp nó đi. Ngồi đây, ngồi đây. Cái quần lưng cả nhà. Đột quần luôn rồi. Đó nọ đâu ơi, im. Trên nó kìa. Mấy tháng rồi. Hang đâu mà nhiều dữ à? Trên nó không có đâu. Nó xuống dữ rồi. Từ từ ba, từ từ ba. Ấy hết. Dính. Có thằng lứa. Còn lứa. Lứa. Để lấy tay ba. Còn. Lứa đâu rồi? Lứa mà. Hết rồi. Hôm nay còn không? Hôm nay nhé mọi người. Chụp lứa lứa không cả nhà ơi. Ê còn kìa chứ. Qua nó kìa. Lứa. Hàng dụ lứa không à. Không chưa? Đi. Nó bắt lại cho người ta không? Chưa dùng quá à? À cũng vô cùng. Vô ba. Nào hả? Cho cái đường vào đây luôn cả nhà. Phải cho đùng mà. Con coi bên dép lên kia con. Nó chạy không? Ừ. Đó, đó, đó. Ngón lưỡng quá. Thôi đủ thủ thế đi. Ngón lưỡng nè. Cái tay nha. Tay chân cái tay. Tay nha con. Hai người bên kia ở trên đây chụp. Có là chạy ra quá, không có đâu. Đi, đi đào hang trong ruộng. Hang này có được hai con cả nhà ơi. Bắt đầu đi, cỡ cái này nè. Lắp đặt lại cho người ta cả nhà. Thế con. Hang này nằm ngay đường giữa nè anh em. Đây đây đây, nó thấy gì?
Ê, giờ chứ đấy nè, từ từ dính này nè, luôn à, dính này nè, mềm xèo á, con ra đường nào kìa, mấy chục con rồi, đường này nè, bắt ngay rồi hết hồn mấy. Lấy liền, gắn liền kìa. Bán. Dồn ba. Dồn quá, dồn dồn quá. Đây nằm ngay đường giữa mà. Gì? Cái bự không? Nhỏ. Chưa nè. Bự quá tới. Con nè. Nè, giật giật giật. Cái này. Như giò con nhiều quá. Cái này, như gai. Có tha rồi. Không. Thế nào? Không có nè. Đâu? Chuột bự lắm. Từ từ ra ngoài lớp đi. Ủa? Chỉ con gì con chuột này hạ chuột kia cả nha. Ít ra con chuột. Chuột cáo. Còn con nữa, con chuột kia đâu rồi, nó chuột gì đó rồi. Cái đây là lon. Không nghe sao nói gì vậy? Không biết rồi. Rồi. Đây đây, cho ở nhà xem á. Chỗ này nè cả nhà. Chuột này mà ra chuột khác. Hồi nãy ăn chuột nhỏ luôn. Nhìn chuột kia, chuột nhỏ ăn chuột bự rồi. Ơ trời, con. Vậy. Gì chạy lên. Ở đây mà. Phải đi chỗ khẩu chứ. Đây. Ừ. À. Mình quấn gom luôn. Đây. Bà đây. Bà tay không dính. Rồi. Này hả con? Chục bự. Không từ lỗ tưởng nó chui xuống dưới. Ta khỏi bự ra nguyên đấy mình bự luôn. Vậy là cái chuột bự cho này ở bà nhiều rồi. Hết rồi. Còn hay không? Ừ. Kỳ á. Hai ba đùng nữa mà ba là thử lại thử xíu coi. Rồi. Kìa đó, cũng lá luôn kìa. Hết uống hiểu. Hết đi ta, còn luôn. Trời đất, đất này chưa có chuột nhiều đó cả nhà ơi. Tại vì đất này còn đất nhiều quá. Chừng nào lúa cắt mà hết á mới có chuột nhiều. Trước đã phát hiện con chuột nữa cả nhà, thấy gì cái hang chuột nữa. Cắn vô cái này. Cắn vô cái này. Cao rồi. Im im cái thằng con, cái thằng con trước anh thấy nghe điện cao thế kêu không? Không. Tè 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 cái đầu gối kìa, cái đầu gối kìa, nó gọng. Ừ. Nãy chạy đường nào không ba? Biết đâu. Đâu cũng chạy. Hôm nay xuống niệm đào đào mấy đất này gì nè quên. Nãy mấy đất kia làm mấy anh em kiệt sức rồi cả nhà. Ê, ê, ê. Có hả? Có hả? Có. Mới vô hả? Kỹ kỹ nha, kỹ kỹ nha.
đây 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 đây. Nó đi vào rồi. Anh nhém lại đi chứ, mình quất có trên chứ đi chứ. Nhém lại đi. Bắt nó được nhém gì? Có đuôi không? Thôi nha. Đâu vô. À im. Còn nữa. Okay. Im, cầm lắm. Hey. Từ từ con. Đừng có đảo. Từ từ bác. Chạy ra uống ra đi. Rồi, từ từ. Chạy ra hết, bắt luôn. Lấy cái gọng này con. Thôi, chạy ra lấy cái gọng đi. Thôi, chứ khôn thì tưởng bắt chuột, không đem gọng luôn. Ừ. Ôi, trời ơi. Đâu rồi? Dính rồi. Mọi người đó. Nó, kìa cái đầu nó kìa. Tiên con đứa này chạy ra nữa, kìa nhắn thẳng lên. Tiêu trời ơi. Rồi. Cái đùi chạy mất tiêu rồi, con chuột không hết sức ngon. Thôi bỏ vô đi. Dưới đâu không? Anh ở đây nè. Chạy đâu đây? Chạy. Cái hang này quá. Hang đâu có đâu. Vậy sao lưng ba? Cũng hang. Tiêu hả? Ừ. Đây nè, em làm chỗ này coi. Ông nào. Không có gì. Hay sao chạy đây để mất tiêu chuột. Nghe nha. Để không được sáng nhẹ lên. Lưới này ngon. Ừ. Quá đã cả nhà. Không. Ừ. Cái nhỏ mà nó uống quá. Ừ. Ấy ơi kìa. Rồi đây luôn. Lấy nhỏ là không đi. Mà ghê mới có mới cược kìa quê. Nó mới luôn. Thanh lè luôn. Ơi ơi ơi. Nó đầu. Mẹ em. Nó đầu qua đi chứ. Nhận qua nó. Nhận qua nó. Ok. Dưới gọng. Ừ, cột cái gớm á. Đâu? Bắt con coi. Phải không? Đi hang ếch bên đây nè. Không có gì chứ. Vô con. Chụp phải không? Vô vô. Đó. Ủa, mì mì đâu. Vô. Đó. Hãy lắp lại cho ta cả nhà. Cũng giờ này cũng gần nhà mấy 6 giờ cả nhà. Đấy lấy gơm coi. Tổng kết hình quả cho cả nhà xem. Một con chết rồi. Dạ, bữa nay thành quả là như đây nè cả nhà. Em dễ làm cho cả nhà xem. Được 2kg luôn. À. Ú quá ú vậy. Ha. Chục mà mập không. Bắt ăn đây uống rồi thiếu. Rồi thôi mấy mấy anh em chuẩn bị về đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà lại những clip sau nha. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Mệt.